Hello, chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với kênh của D-Reviews. Và trên tay mình đã là một chiếc iPhone 6s Plus. Cái điểm đặc biệt của chiếc máy này là mình đã update lên cái phiên bản mới nhất, là cái phiên bản iOS 11.3 Beta 2. Là trước là mình đã có so sánh hiệu năng giữa iOS 11.3 Beta 1 với 11.2.5 rồi. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục nâng cấp chiếc máy này lên phiên bản mới nhất của nhà táo Apple, và để trải nghiệm thực tế xem là cái hiệu năng của nó sẽ tốt hay không. Cái điểm đặc biệt mà Apple lần này đã công bố trên phiên bản này là cái phần pin của nó đã có thêm một cái phần tình trạng pin. Tuy nhiên thì đang ở cái phần là beta mà thôi, cũng là đang trong quá trình thử nghiệm. Có nghĩa là các dòng máy sẽ tốt nhất là từ iPhone 7 trở xuống thì nó sẽ có thêm cái dòng này. Và cái tin vui là những dòng máy là iPhone 8, 8 Plus và iPhone X thì sẽ không bị làm giảm hiệu năng khi bị chai pin. Và mình sẽ vào đây thử xem cho các bạn nhé. Ở phần này thì nó sẽ cho biết rằng là cái dung lượng tối đa của phần pin ở thực tế là 98%. Có là cái pin zin của bạn đang khoảng tầm 98% so với 100% ban đầu. Quên nó chai mất 2% rồi. Ở đây mình sẽ đao thử cho các bạn cái ứng dụng là Battery Life để xem là cái chế độ ở trên iOS và trong cái ứng dụng bên thứ ba nó sẽ tốt cái nào sẽ chuẩn xác hơn. Đi một quay trở lại một chút thì nó sẽ có một cái phần là dung lượng hiệu năng đỉnh. Cái này như là tiếng Việt dịch hơi sai, có nghĩa là cái phần nó báo cho mình rằng là cái hiệu năng của mình vẫn đang ở đỉnh, có nghĩa là nó chưa xuống, nó vẫn là lên đỉnh thôi. Pin của bạn hiện đang hỗ trợ hiệu năng đỉnh thông thường đó. Nếu như cái phần này của bạn khoảng tầm rơi xuống 80% thì nó sẽ có hiện một cái dòng thông báo của Apple là thông báo cho bạn sẽ nên đi kiểm tra và nên đi thay pin ngay lập tức. Tuy nhiên thì cái phần bật tắt này nó sẽ có mặt ở một số phiên bản iOS sau này, có nghĩa là phiên bản iOS khoảng iOS beta 4 hoặc 5 hoặc là phiên iOS mặc định cơ. Thì hiện tại thì phiên bản beta 2 của iOS 11.3 nó chưa có. Ok, mình quay trở lại với Battery Life đây mà. Độ chênh lệch của nó khoảng tầm 1%, nghĩa là pin của mình đang chai 1% này. Đây là một chiếc smartphone iPhone 6s Plus cũ thì nó sẽ có độ chai pin. Rồi. Nó chai đi mất 25 mAh, trong khi thực tế ở trong phần mềm đo chuẩn của Apple nó sẽ là 2%. Có nghĩa là nó vẫn có một độ chênh lệch sai số nhất định thôi. Ngoài ra thì cái bản cập nhật mới này thì bạn vẫn sẽ có thêm nhiều cái emoji để các bạn có thể chat chip bạn bè vui vẻ hơn. Rồi, đây rất nhiều emoji. Và nói chung là nó cũng không đem lại quá nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời hơn so với phiên bản iOS 11.3.5. Tại sao mình nói như vậy thì đây mình đang có hai chiếc máy để so sánh cho các bạn xem ngay bây giờ. Mình sẽ đo một chút về mặt hiệu năng, bạn như là thử xem là cái vân tay thì nó sẽ tốt hơn không nhá. Ok, đầu tiên thì mình sẽ thử cái vân tay. Chiếc máy này đang là iOS 11.3 beta 2, còn đây là iOS 11.2.5. Vân tay nè. Đó, thì cái tốc độ mở khóa nó cũng tương đương với nhau thôi. Rồi, ok. Giờ thì mình sẽ tắt hết ứng dụng đi nhá. Đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem về phần AnTuTu. AnTuTu thì của hai chiếc máy này nó xem với nhau khoảng tầm 130.000 điểm, và đây là con số chuẩn của chiếc 6S Plus. Ngày trước thì có nhiều bạn than phiền rằng là AnTuTu đang bị lỗ, tuy nhiên sau bản cập nhật mới nhất thì nó cũng ok rồi. Rồi, ok, mình sẽ để tạm AnTuTu ở đây. Mình sẽ đến với một số game để các bạn tiện so sánh nhé. iPhone 8 này. Rồi, iOS 11.3.5 nhanh hơn khoảng tầm 2 giây. F-Fan Extreme, đây là đều những game 3D nặng. Mình đến game 3D nặng trước đi. Tí nữa mình sẽ thử cái khả năng đá nhiệt xem như thế nào. Cả hai máy đều khá là tương đồng, đang load khoảng tầm 78% rồi. Rồi, iOS 11.3 beta 2 đã vào trước khoảng tầm 2 giây không đáng kể. Chúng ta sẽ đến với Temple Run 2, một game mà cũng là đang được thay đổi giao diện theo dịp Tết này, rất là đẹp, tương đồng như nhau. Chúng ta sẽ đến với Subway Surfer. Ok, Subway Surfer cũng khoảng tầm 1 giây chênh lệch thôi, không quá nhiều đâu. Zombie Tsumi. Ok, tương đương nhau. Rồi, mình sẽ vào thử xem cái phần đá nhiệm của nó như thế nào. Mình sẽ mở một số app nữa đi. Điện thoại này, tin nhắn này. Mà thấy rằng cái tốc độ mở khóa, cái tốc độ mở ứng dụng nó rất là giống nhau, không khác biệt một tẹo nào cả. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần test đa nhiệm trên hai sản phẩm này. Advan 8 nè, cả hai đều không đón lại. Ok, nhanh thôi, Advan Extreme không phải đón lại. Temple Run 2. Ủa, Temple Run 2 bị lỗi ta? Đón lại rồi, với là con 11.3 này phải đón lại rồi. Zombie Tsumi không phải đón lại. Subway Surfer, ok.
AnTuTu Burn Match, ok. Tất cả đều không phải đo lại rồi. Như vậy là cái 2kg trên 6S Plus ở hiện tại cũng khá là đỉnh đấy chứ. Tất cả những game nặng như này và cũng không phải đo lại quá nhiều. Và nếu các bạn mà muốn cập nhật lên phiên bản iOS 11.3 Beta 2 thì mình vẫn sẽ để cho các bạn một cái link ở dưới để đăng ký cái nhà phát triển của ứng dụng của cái iOS để các bạn đã cập nhật lên cái phiên bản này để trải nghiệm xem là nó có nhiều khác biệt hay không. Và các bạn đã lên phiên bản này rồi thì hãy so sánh cho mình về cái phần thời lượng pin, hãy để lại cho mình comment phía bình luận bên dưới nhá. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Đừng quên, nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm như là 6S Plus, hiện tại đang ở di động thông minh đang có những mặt hàng như là mặt hàng Line New 99% hoặc là phiên bản mới full box như hàng CPO và hàng châu Anh, thì truy cập cho em của diệu thông minh.vn để biết thêm giá bán và nhiều chương trình ưu đãi hơn trong dịp Tết này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Damn, son, where'd you find this?